Thưa quý vị, thảo luận về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, đa số các đại biểu quốc hội cho rằng bên cạnh những kết quả rất đáng kích lệ trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, thì tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp và ngày càng tinh vi, phát sinh nhiều vụ việc có hết tổ chức, mang tính lợi ích nhóm, tài sản tham nhũng có giá trị lớn nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất. Tại buổi thảo luận, đại biểu Điểu Huỳnh Sang cho rằng, với quyết tâm cao của Đảng và nhà nước, cuộc chống tham nhũng ngày càng hiệu quả hơn và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hạn chế. Công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực vẫn còn hạn chế, đó là trong đấu thầu, mua sắm, quản lý tài sản công, quản lý đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất, đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, khai thác tài nguyên khoáng sản, về tài chính, ngân hàng, chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp về mua sắm trang thiết bị cơ sở vật chất trong ngành y tế giáo dục. Và tôi đề nghị thì trong cái báo cáo này thì cũng cần phải đánh giá làm rõ hơn về tình hình tham nhũng tiêu cực và những cái tồn tại hạn chế cũng như là những cái nguyên nhân trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nếu thực tế, qua tiêu số cử tri, tổng hợp ý kiến của cử tri và dân dân cũng còn băn khoăn lo lắng và trăn trở về tình trạng tham nhũng tiêu cực ngay một tinh vi hơn vẫn còn tham dụng vật và dụng diễu đối với doanh nghiệp và người dân thậm chí hết tham dụng tiêu cực xảy ra ngay ở một số người làm nhiệm vụ phòng chống tham dụng tiêu cực trong một số cơ quan thanh tra kiểm tra và điều tra xét xử đại biểu Bố Thị Xuân Linh đề xuất giải pháp để ngăn ngừa tình trạng này à, thực tiễn đã chỉ ra rằng ở đâu người đứng đầu có trách nhiệm à, cao gương mẫu sâu sát trong công tác quản lý cương quyết với những sai phạm thì ở đó việc à, công à, tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện tốt hơn và ngược lại. À, bởi vậy, phát huy vai trò của người đứng đầu đối với người, nhiệm vụ này là vấn đề cấp bách hiện nay. Làm rõ nội dung của các đề biểu nêu, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong thừa nhận công tác xây dựng hoàn thiện thể chế hết vẫn còn hạn chế, vẫn chưa khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản chi tiết, vẫn còn có hết sự chồng chế hút trong hệ thống pháp luật thanh tra chính phủ sẽ cùng với các bộ ngành tham mưu cho chính phủ, thủ tướng chính phủ tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế để nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong việc công khai minh bạch, kịp thời sửa đổi bổ sung định mức tiêu chuẩn, quy tắc ứng xử, kiểm soát tài sản thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, niêm chứng trong thực thi công vụ. Đồng thời triển khai tổ chức thực hiện nghiêm quy định 131 132 của Ban Bí thư về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát, thanh tra kiểm toán, điều tra truy tố xét xử thi hành án nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực ngay trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực